Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình Hân Hạnh được bảo trợ bởi Sun Power và Eco Solar. Quý vị cần có một system cho hệ thống solar cho gia đình của mình, vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm tiền, lại nhận được những promotion vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị ghé đến với Sun Power và Eco Solar. Số phone là 714-265-9077. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa mời quý vị ủng hộ cho Tony Trần và tòa lạc ngay ở trên đường Garden Grove. Chúng tôi có gửi sữa Ensure về Việt Nam với giá cả vô cùng nhẹ nhàng, bất ngờ luôn. Mời quý vị tìm đến với công ty Tony Trần 7149498688, 7149498688. Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa mời quý vị ủng hộ cho tiệm vàng Miley đang gửi hàng về tận nhà cho quý vị thần tài gõ cửa với những sản phẩm rất là đẹp, vàng bạc nữ trang, đồng hồ Rolex. Mời quý vị đón xem live show mỗi ngày thứ ba từ 1:30 cho đến 3 giờ, cũng như live streaming ở trên YouTube Miley Diamond Show. Và số phone là 714-653-5207, 714-653-5207. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính mong quý khán giả ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình điểm báo của VNTV. Tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi sáng hôm nay. Dạ, thưa quý vị, con người ta ở trên thế gian này thì có đầy đủ những đặc tính mà hỉ nộ ai ố ai cụ, đó là vui mừng, giận dữ và sợ hãi. Nhưng mà có một cái tính khác mà người ta không có kể đến trong những cái vấn đề mà tình cảm, đó là tính ăn trộm. Thưa quý vị, có một số người mà có cái tính ăn trộm, thích lấy của người khác làm của mình. Thì mới đây hai nhân viên tại phi trường New Orleans đã bị bắt sau khi bị ăn cắp từ cái tài sản của hành lý của hành khách đi qua phi trường. Điều này chúng tôi cũng phải thông báo để quý vị cẩn thận khi quý vị đi máy bay đó. Nhiều khi phải kiểm tra là thật kỹ, tại vì có những kẻ gian nó ẩn nấp đâu đó thì nó có thể nó ăn cắp cái đồ đạc của quý vị. Và hai mấy người này đã ăn cắp từ coi như là nửa năm rồi đó, mới bị phát giác. Thưa quý vị, mà hai người này không phải là nhân viên phi trường, mà chỉ là nhân viên tư của một cái hãng khác đã tới chuyên môn để sửa chữa những cái đường vận chuyển hành lý đó. Và lợi dụng cơ hội sửa chữa hành lý thì hai nhân viên này đã ăn cắp nhiều thứ, ăn cắp cả súng này, đồ trang sức xa xỉ và dao, rồi ví, rồi quần áo và đồ điện tử, ăn cắp cả quần áo luôn. Thưa quý vị, không biết những người này ăn cắp như thế nào, nhưng mà chắc là họ rạch tối. Tại chúng ta biết là cái nguyên tắc là đi phi trường, chúng ta không có được khóa cái vali của chúng ta, không có được khóa kỹ quá, nên có thể lợi dụng cơ hội đó mà nó mở ra để ăn cắp những cái đồ trong đó rồi kéo trở lại. Tại vì không có khóa mà, thì những kẻ gian mà thấy tự nhiên nổi lòng tham lên thì ăn cắp hai người này, nhưng mà chắc chắn phải tù nhiều năm tội ăn cắp và tàng trữ cần sa luôn nữa. Và hai người bị nhiều cáo buộc bởi rất là nhiều tội. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin tại Georgia, có một người đàn ông đã bị bắn bởi một sĩ quan làm việc cho Bộ An toàn Công cộng của Georgia. Kính thưa quý vị, đây là hình ảnh của người đàn ông này, có tên là Julian Lewis. Dạ, và anh ta đã đến một cái cửa hàng để mua nước ngọt cho người vợ của mình. Và sau đó thì trên đường trở về thì anh ta đã không thể về nhà của mình được nữa, là tại vì đã bị một người lính có tên là Jacob Thompson, 27 tuổi, làm cho Bộ An toàn Công cộng Georgia đã bắn vào đầu và chết ngay tại chỗ. Thưa quý vị, và người sĩ quan tên là Jacob Thompson, 27 tuổi này đã bị sa thải và đã bị bắt và cáo buộc vì tội giết người. Và cái người tên là Julian Lewis này là 60 tuổi, và khi mà anh ta mua cái chai nước ngọt về cho vợ thì trên đường về thì anh ta đã bị gọi là đuổi theo bởi chiếc xe của Jacob Thompson. Và sau đó thì chiếc xe của anh ta, tại vì đuổi theo mà trên một cái con đường nông thôn ở tại Georgia nên rất là vắng vẻ và ít người, thì cái xe của anh ta mới trật đường lái và đi vùng cái hốc cây đó. Thì dĩ nhiên anh ta không có bị thương gì hết, nhưng mà cái xe của Jacob Thompson ngay lập tức chặn ngay giữa cái xe của người đàn ông này đó. Anh Julian Lewis thì bị chặn ở phía trước là cái cây, ở phía sau là cái xe của Thompson, cho nên anh ta không thể nào làm gì được hết và đã bị không hiểu là tranh luận như thế nào hay là cái vấn đề gì xảy ra giữa hai người, mà cuối cùng thì là đã có súng nổ ra và bắn ngay vào đầu của người đàn ông tên Lewis này luôn, 60 tuổi, và người này chết ngay tại chỗ. Và đến bây giờ thì luật sư của gia đình là Francis Johnson đang gọi đại diện cho pháp lý của gia đình để mà đòi hỏi những sự công bằng cho nạn nhân.
Và đây là một cái hành động phải nói là rất là gọi là mạnh mẽ và dã man của cái người binh sĩ này. Nhưng mà tại vì đây là con đường rất là vắng vẻ, chắc chắn là khu vực nông thôn thì sẽ không có camera để mà quan sát tại đây, cho nên người ta không hiểu là cái hành động phản kháng như thế nào của Lewis hay chăng mà làm cho Jacob phải nổ súng luôn và giết chết người đàn ông này ngay tại chỗ luôn, thưa quý vị. Quý vị chắc cũng chờ đến phiên tòa thì có thể là người ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân, và lúc bây giờ những ai khai dối thì có thể là bị trừng phạt nặng hơn, thưa quý vị. Bây giờ một cái tin không vui cho nhân loại, đó là tin ở Malaysia phát hiện một cái chủng coronavirus mới mà nó khả năng nhiễm cao gấp 10 lần cái khả năng cái Covid hiện tại. Cái Covid hiện tại vẫn là mỗi cô này thanh mảnh và nhẹ nhàng và dữ dội, không có bằng cái cô này, chắc cô này mập mạp và bự hơn mà to con hơn, cho nên nó khả năng lây nhiễm gấp 10 lần cái con Covid hiện đại, thưa quý vị. Và người ta tìm thấy được ít nhất là 3 trong số 45 trường hợp của những người trở về từ Ấn Độ đó, từ Ấn Độ và cũng như là về từ một người khác từ về từ Philippines. Và hai người này đó đi về từ các quốc gia khác sau khi mà bị kiểm dịch thấy là những cái con virus này nó có cái sức mạnh mạnh hơn gấp 10 lần cái con virus kia. Nhưng mà dĩ nhiên một điều cũng an ủi là những con virus này dù nó mạnh hơn nhưng nữa, nhưng mà nó cũng nằm trong cái sự mà kêu là chống kháng lại của những cái loại vaccine mới. Dĩ nhiên là nó không có phá hủy những vaccine mới người ta đang thí nghiệm mà người ta có thể diệt được chúng như là cái con virus cũ. Nhưng có điều là cái sự khả năng lây nhiễm mà nó mạnh hơn, cho nên cẩn thận hơn, có thể là người ta nói xa hơn mà nó vẫn bắn tới, hay là chỉ dính chút xíu vào tay nó cũng có thể nó lây nhiễm được, thưa quý vị. Đó là một điều rất là nguy hiểm. Dạ, và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, một bản tin liên quan đến việc thống đốc Phil Murphy của tiểu bang New Jersey trong một cuộc họp báo đã nói lên cái sự thương tiếc của mình đối với lại một cặp vợ chồng đã kết hôn được 62 năm và họ đã qua đời cách nhau chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi vì căn bệnh COVID-19. Nhưng mà trước đó 2 ngày đó thì con trai của họ cũng đã qua đời. Thưa quý vị, con trai của họ là bác sĩ John Frieda, là một bác sĩ nhãn khoa 51 tuổi. Đã qua đời vì COVID-19, là một người rất là hiền lành, vui vẻ, cũng như là đầy chu đáo và thông minh, nhưng là đã bị COVID-19 cướp đi khỏi gia đình. Và ông bà Larry và Vicky cũng không qua khỏi, chỉ 2 ngày sau đó thì ông bà cũng qua đời luôn, cũng vì COVID-19. Và làm cho thống đốc Phil Murphy cảm thấy rất là hối tiếc và cũng như là nhận ra được là COVID-19 nó đã cướp đi mạng sống của những người thân yêu trong gia đình như thế nào, đã làm cho một gia đình tan vỡ ra sao, và ông cảm thấy rất đau buồn vì điều này. Và hai ông bà này là những người rất là gắn bó với lại New Jersey. Họ đã sống ở đây trong thời gian rất là lâu. Họ sống 58 năm ở thị trấn Fairfield của New Jersey. Họ nuôi dạy 3 người con trai. Ông Larry là người chỉ còn có 1 tuần nữa thôi là tròn 86 tuổi. Ông đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và đã có 24 năm làm việc trong một nhà máy bia trước khi trở thành một người gọi là manager trông coi cho một trường trung học có tên là West Access. Và bà Vicky, 83 tuổi, là thư ký điều hành cho cựu thị trưởng của Fairfield là ông Rocco Palmiere trước khi bà nghỉ hưu vào năm 2007. Và thống đốc Phil Murphy đã lấy rất làm tiếc về sự mất mát to lớn của gia đình trước cái chết của cả 3 người ở trong một gia đình, thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, bây giờ một cái vấn đề chính trị khác cũng đang nổi cộm là trong cái vấn đề mà điều hành quốc hội cũng như là về hành pháp, thưa quý vị. Mới đây ông tổng thanh tra bưu điện Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc thanh tra về ông tổng giám đốc mới, thưa quý vị. Chúng ta biết là trong mỗi cơ quan nào cũng có những vấn đề thanh tra. Thì ông tổng thanh tra này đang đi điều tra xem là cái ông tổng giám đốc mới này có thực hiện những cái vấn đề gì mà vi phạm luật pháp hay không. Tại vì ông này đã bỏ cái chính sách làm ngoài giờ, tức là không có cho làm OT. Và theo người ta tố cáo thì làm chậm một số việc mà giao phát thư. Thì đây là một cái tố cáo rất là nặng nề. Và không biết là người ta có thể điều tra thấy cái gì trong cái vấn đề này. Tại vì ông này cũng mới vừa làm việc được có mấy tháng được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, thì bây giờ là có một cuộc điều tra ngay cái nhân vật mới này. Thì chúng tôi không biết là cái tiểu sử ông này trước giờ không có đưa lên mạng, thì không biết ông này trước đây đã là từng làm những cái công việc như thế nào. Mà bây giờ thì có một cái cuộc điều tra đó thì chúng ta cũng chờ xem sao. Trong khi chờ đợi thì cũng không ai có những cái điều mà phê phán gì hết. Tại vì khi nào mà thực sự tòa án chấm dứt cái cuộc điều tra, lúc bây giờ người ta mới có thể nói được kết quả.
Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến có ít nhất 18 người đã bị bắt ở tại Seattle sau một cuộc biểu tình, được nói đó là một cuộc biểu tình đầy bạo loạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi đã gửi đến cho quý vị một bản tin có 24 người đã bị bắt tại Chicago trong một ngày cuối tuần cũng đầy bạo động, những cuộc biểu tình tại đây. Thì bây giờ là đến Seattle, 18 người bị bắt vào ngày Chủ nhật khi một cuộc bạo động được tuyên bố trong một cuộc biểu tình chống cảnh sát ở khu phố Soho ngay phía nam của trung tâm thành phố. Cảnh sát là không biết những người đã bị bắt là phải đối mặt với những tội danh nào, tại vì họ chỉ bắt những người này thôi, chứ mà còn họ chưa có phán quyết, rồi cũng như là những phiên tòa chưa có được định ra những tội danh cho những người bị bắt này. Cảnh sát cho biết trong một cuộc tuần hành bắt đầu tại nơi gọi là International ha, rồi của Seattle vào khoảng 7 giờ tối, nó bắt đầu một cách hòa bình và khoảng 100 người đi biểu tình cùng với lại các xe đi sau. Có một đoàn đang tiến về tòa nhà của Liên đoàn Cảnh sát Seattle. Sau đó, ngay sau 10 giờ tối thì một người trong đám đông đã bắt đầu bung cái chất nổ lên. Đó, họ bắt đầu bắn pháo hoa giống như là hiệu lệnh gì đó và cố gắng phá cửa kính xe cảnh sát. Và cảnh sát cho biết những người biểu tình sau đó vào ném đá, chai lọ, chất nổ vào các sĩ quan cảnh sát. Rồi đến nay đó thì cảnh sát đã ngay lập tức phải sử dụng bình hơi cay rồi bóng nổ để giải tán những người biểu tình. Và khoảng 11 giờ 30 phút tối thì cuộc biểu tình này kết thúc, và cùng với 18 người bị bắt, 3 người sĩ quan bị thương, một số bị tấn công bằng chất nổ và đá rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì người ta đã bắt 18 người này và chuẩn bị gọi là kết tội họ với lại những gì mà họ đã làm đối với lại sự an ninh của khu vực có tên là Soho tại Seattle, kính thưa quý vị. Và không ngờ là họ lúc đầu là họ biểu tình một cách ôn hòa ha, để cho cảnh sát hơi lơ là đôi chút, hoặc là để cho cuộc biểu tình được trôi chảy đó. Họ bắt đầu 10 giờ trước 10 giờ bắt đầu biểu tình tuần hành hơn 100 người, sau đó là chỉ cần đợi một người ra hiệu thôi là tất cả biến thành bạo động liền, làm cho cảnh sát phải nói là trở tay không kịp, thưa quý vị. Và một cuộc phải nói là một cái đêm rất là vất vả của cảnh sát tại Seattle để có thể dẹp yên được cái cuộc bạo loạn này. Chúng tôi cũng rất là hoan nghênh tất cả những cái biện pháp mà cảnh sát áp dụng với những kẻ bạo loạn mà chỉ có tính cách phá hoại mà không có tính cách xây dựng, thưa quý vị. Chúng ta cần phải có nhiều cái biện pháp nghiêm ngặt hơn nữa để giữ cho đất nước này bình an. Bây giờ trở lại cái vấn đề Việt Nam thì một điều lo ngại của các ngư dân Việt Nam, chúng ta đã biết là Trung Cộng nó đã ngang nhiên mà ra lệnh cấm đánh cá trong một thời gian, làm cho tất cả các ngư phủ Việt Nam phải bỏ nghề, và nhiều người neo tàu lại bỏ nghề và sống đói khổ tại vì không được đi ra ngoài sợ tàu Trung Cộng nó đập phá rồi nó có thể nó giết người chết. Thì bây giờ mới vừa cái vấn đề mà cấm vừa nới rộng ra một cái thì lập tức là 200.000 cái tàu của đánh cá của Trung Cộng đã ào ạt xuống Biển Đông, thưa quý vị. Cái số tàu đánh cá này là rất là khủng khiếp. Thứ nhất là được trang bị vũ khí và tàu sắt nữa, trong khi Việt Nam chỉ có khoảng 100.000 cái tàu mà là đa số là tàu gỗ, không chịu nổi với cái sức nặng mà lấn át của Trung Cộng. Do đó người dân đang lo ngại là cái vấn đề mà Trung Quốc đã tràn ngập Biển Đông này đã làm cho cái người Việt Nam cũng sẽ sống một đời đói khổ. Những người dân đã lâm vào cái tình trạng là cực kỳ eo hẹp tại vì không được đánh cá xa bờ, mà có đánh cá gần bờ thì là đánh cá nhiễm độc, và chúng ta đã biết nhớ cái vụ Hoàng Sa nhiễm độc rất là nhiều. Mà đánh cá xa bờ thì gặp cái tàu Trung Cộng nó ép nó đâm vào cắt đôi tàu ra, hoặc là nó bắt dốc ngư phủ nó lại, nó tịch thu tất cả những dụng cụ máy móc. Đều rất là đau khổ. Ngư dân quá là khổ. Ngư dân Việt Nam khổ quá trời mà không biết cái nhà nước cộng sản này sẽ làm cái gì để cứu trợ ngư dân Việt Nam, thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị.